Vâng, thưa quý vị, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia đang ở giai đoạn nước rút. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ vừa có yêu cầu với Bộ Giáo dục Đào tạo, các bộ ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt những công việc trọng tâm để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016 được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh. Theo đó, kỳ thi năm ngoái cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, việc công bố và sử dụng kết quả để tuyển sinh đại học cao đẳng còn bất cập, gây bức xúc cho dư luận. Để kỳ thi năm 2016 được tổ chức khách quan và thuận lợi nhất cho thí sinh, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh làm tốt những công việc được giao. Bên cạnh nhiệm vụ chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, đăng ký xét tuyển trực tuyến và chuyển phát hồ sơ xét tuyển của thí sinh. Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo kỳ thi có hiệu quả. Bộ Công an triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh cho kỳ thi, đặc biệt là vấn đề bảo mật đề thi, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trong các ngày thi. Ngành giao thông phải đảm bảo không để xảy ra tình trạng ách tắc giao thông. Các tỉnh, thành đặc biệt lưu ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các cụm thi và tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh, người nhà, người thân ở xa về dự thi.